Hi, welcome to my channel, Life and Travel. Hello các bạn đã ghé thăm kênh Life and Travel, biệt danh Anh Hai Cần Thơ. Đây là một chiếc xe Toyota Avalon đời 98, đây các bạn. Hello anh, khỏe anh? À, bữa nay nắng quá, cũng được khỏe. Ồ, vậy hả, ăn cơm chưa? Sáng ăn mì rồi. Rồi, ăn gì, tiền đâu, tiền để đâu cho hết? Tới 2 vợ, 3 vợ luôn. Wow, vậy đó. Dạ. Vậy chừng nào anh mừng cho em biết nha. Dạ. Dạ, xe này bị gì anh? Hai cái window regulator, giờ cái cửa sổ nóng lên. Ồ, vậy á. Dạ, cái này làm khoảng bao lâu? Phải 45 phút. Ok, tranh thủ nha anh, tại video này khoảng 20 phút thôi. Cái chú này chú kỹ lắm, xe nó còn sạch quá cho nên mình làm hơi kỹ. Rồi, ok. Đây các bạn, cái cửa sổ này nó bị sụp xuống luôn rồi. Giờ anh thường sẽ mở ra. Xe này của ông bác cho nên ông cũng giữ kỹ. Đây là hai cái cửa sổ. Nó cũng dễ làm đó. Cẩn thận. Cái này tiền công khoảng bao nhiêu anh? Tiền công khoảng 85 đồng. Là bao nhiêu tiền Việt Nam? 85 đồng á, khoảng 1 triệu rưỡi á. Wow. 1.6 triệu chứ, 6.7 triệu gì đó. Dưới này nó có 3 con ốc nữa. Chiều quang kia quay á. Wow, mở ra trong đó rất là nhiều đồ chơi anh. Nó có cái lo này của USA luôn, của hãng JBL Harman. Wow, lo rất là hay, âm thanh này dữ dội nha. Bây giờ anh thường tìm cách để kéo cái miếng kiến lên, tại vì có hai con ốc ở dưới nó chịu lại, nó dặn vô trong cái miếng nhựa của cái regulator, mà bây giờ nó bị rớt xuống dưới đó, sợi dây nó rối chỏng á, mình kéo lên không có được nữa, mình tháo cái đó ra đặng mình mới lấy cái miếng kiến đẩy lên rồi mới tháo cái regulator ra được. Quay luôn, gắn cái switch vô quay cho nó lên chút xíu. Vừa quay vừa kéo. Kẹp ngược kẹp tay. Trở lại.
rồi xuống lại là nó lấy cái tay ra để nó kẹp lại, rồi nó lỏng rồi đó. Tháo đủ thứ hết rồi. Lấy thêm đồ chơi mới được. Kiến quay được lên rồi bằng tay, chưa có xong đâu. Nãy giờ là bị cái miếng kiến đó không có đẩy lên được. Giờ anh phải tìm cách giữ cái miếng kiến lại đừng cho tuột xuống nè. Lấy cái nắp giấy ở trên thùng đó xé. Cái window regulator mà nó không có chịu ra thì mình phải tìm cách để lấy hai con ốc mở ra rồi để kéo cái kiến lên, miếng kiến lên cho nó nằm đó. Rồi bây giờ bắt đầu mới lấy cái regulator ra với cái motor ra. Nãy giờ mất khoảng gần 20 phút đó. Các bạn thấy không? Bởi vì anh Thương nói đúng, ăn tiền chúng ta không dễ đâu. Ba vợ không biết chi nhiều quá, hay là thương người ta thương mình á, bởi đẹp trai nó cũng khổ lắm anh ơi. Hay là anh thấy tội nghiệp người ta, trai nó khổ đi đâu ai cũng thích mà tên nó cái tên với con người nó dễ thương vô cùng, nó đi ai cũng thích, ai cũng muốn xin. Cái đó là cái motor đó các bạn, motor đó. Nó xúc ra luôn rồi, bình thường ở đâu nó xúc như vậy. Nó dính chung cái regulator. Xe hồi xưa làm chắc lắm. Xe này làm bên Nhật đó. Bây giờ làm ở Mỹ, mà xe hồi xưa làm bên Nhật á. Đồ á, phụ tùng này kia là ở bên Nhật hết. Bây giờ làm ở Nhật, mà đồ thì nó nhập từ Trung Quốc qua hay là những cái nơi khác, nước khác. Còn xe cũng vậy, bây giờ cũng vậy, làm ở Mỹ mà toàn là đồ của Trung Quốc, không là đồ nước ngoài không. Thì xe mà của Mỹ đi, giờ đâu để là 100% của Mỹ đâu. Hư rồi, nó gãy rồi đó. Rồi anh lấy cái mới coi nó làm sao. Để anh Thương đi lấy cái mới. Rồi mở ra, yeah, còn trong hộp luôn, chui ra. Oh. Nghĩ cái đồ này xài được khoảng bao lâu? Thầy không biết Việt Nam làm là của cái này của Đài Loan. Nó có để không?
này Taiwan. Này cũng ok. Đây đừng có make in China rồi được rồi. Bỏ vô thì theo cái chiều này. Có khi nào gắn vô bỏ vô cái nó không work không anh? Ờ, cũng có. Có cái motor á. Rồi lúc đó làm sao anh? Lúc đó thì ngựa nó ăn mì gói tiếp. Đút nhang cầu nguyện hả? Ăn mì gói anh ơi. Làm ít quá không có tiền. Thôi các bạn thấy không? Làm cái này là cả một cái vấn đề. Mình thấy như vậy chứ không có đơn giản đâu. Có nhiều khi mình coi mình thấy rất là dễ nhưng mà làm không được. Đúng. Có nhiều người nói ôi có 5 phút là tôi về nhà tôi làm cho coi. Về nhà tưởng gì, tháo ra gãy này gãy kia rồi kêu mình lợi help, kêu mình lợi giúp lợi nhà họ để giúp tháo ra đâu có được. Phải đem lại tiệm, đem lại tiệm để cho mấy anh thợ này anh mới làm. Cũng có một số người cũng tới nhà người ta làm thì rẻ chút đỉnh. Nhưng mà ví dụ mà có gì trở ngại hay là tại vì mỗi lần mình làm một cái món đồ đó mình phải bảo hành cho người ta 2 năm 24.000 mao. Còn mình kêu người khác tới nhà mình làm á thì cái đó chắc không có rồi. Hoặc là người ta làm rồi cái kỳ sau mình gọi điện thoại cái người ta không bắt điện thoại nữa, đã chạy trốn luôn rồi, lúc đó là ngậm luôn đó. Thì cũng có nhiều trường hợp như vậy. Tốt nhất mình đem ra ngoài tiệm để cho thợ người ta chuyên nghiệp chuyên môn hơn, người ta làm có uy tín thì người ta sẽ bảo trì bảo đảm chiếc xe cho mình, có gì mình không có bị trở ngại. Nó dài quá, hãy lấy kiến ra rồi. Lấy miếng ròn mà bên hông mới lấy ra được chứ. Được không? Lấy ra kiến ra luôn các bạn. Rồi, lấy miếng kiến ra luôn rồi. Tại vì nó bị cắn. Cái miếng sắt, cái cây sắt đó nó dài quá. Nó đụng miếng kiến. Đó, vừa vô rồi đó. Là mình nãy giờ cầm cái camera mỏi tay luôn rồi. Anh qua Mỹ bao lâu rồi anh? 2 năm rưỡi rồi. Wow, 2 năm rưỡi mà giỏi vậy đó hả? Tôi ở Việt Nam tôi cũng biết làm mấy cái này. Ở Việt Nam là anh sửa máy tàu anh. Ủa? Ở dưới kia nước ở trên đây bờ sao? À, nó cũng giống nhau đó. Vậy là anh biết bơi không? Không. Rồi, nếu sửa rồi tàu nó bị chìm rồi sao? Không, sửa trên bờ không à. Ồ, sửa trên bờ. Hay gì cũng hay. Anh giỏi á. Ai cũng nói vậy đó. Bởi vì ai cũng thấy muốn giả con rồi này nọ. Giờ cũng phụ nữ thì nhiều quá rồi nhưng mà đàn ông thì ít. Tôi giờ rất muốn chuyển hệ quá. Ủa sao vậy kỳ vậy? Nhiều lúc là đàn ông mới biết đàn ông nó hạnh phúc chỗ nào, phụ nữ người ta không có hiểu. Ủa sao sống bạn bè thôi anh, không có gì hết á. Ok, tưởng đâu anh nói nãy giờ cái vụ gì em hơi rối xíu. Bạn bè thôi. Ok vậy không sao. Cuối tuần rồi nhậu nhẹt rồi karaoke chơi vậy đó. Yeah, vui vẻ, sống vui vẻ mà. Sống thanh bình, giản dị. Vậy bây giờ mà trước mắt mình phải thử cái đồ nó có work không. Đó. Ừ, cho nó work không? Nó work hay không đó, cái đó chuyện khác mà. Đó, work rồi là thấy không? Đó, ok. Rồi là khỏe rồi đó. Dạ khỏe rồi đó, thấy ăn cơm được rồi đó. Nửa đường rồi đó. Dạ.
Để ráng chút xíu đi anh. Rồi cái tay cũng hơi mỏi rồi đó. Ok. Mình gắn mấy cái này vô, nãy mình tháo làm sao á. Bây giờ mình gắn vô như vậy. Đó. Nó cũng dễ, không gì hết á. Đáng lẽ phải mang bao tay nhưng mà mình không mang bao tay không được. Mình phải cảm giác cái bàn tay của mình nó dơ, nên dơ mình phải lau, còn mình mang bao tay. Anh tùy theo chóp. Để có chóp thì không cần. Mang bao tay nhiều cái không biết cái dơ là sao á. Mình nắm dơ xe anh ta. Bác này ông kỹ lắm, qua Mỹ 40 năm có một chiếc này, ông mua trong dealer ra luôn á. Qua Mỹ bao lâu? 4 mấy năm rồi. Rồi. Ông chủ xe này nè. Qua Mỹ tới giờ ông mua chiếc này mới, ông chạy tới giờ luôn á. Vậy là qua Mỹ. Trước năm 75 luôn hả? Dạ, ông phi công mà. Ông lấy máy bay, ông bay qua thẳng qua đi luôn. Không, ông đi theo viện qua học rồi đó, ông ở đây luôn. Đi du học thời xưa đó. Du học thời xưa á. Ông qua đây luôn. Ông có một bạn Cali rồi, ông mất rồi đó. Cái tên gì anh? Ông Lý Tống á. Bạn ông hả? Dạ, bạn ông này. Ông Lý Tống mất rồi. Bây giờ anh bỏ kiếm vô. Dạ, bây giờ anh thường anh sẽ bỏ cái miếng kiến vô để line up cái regulator mới. Đó, nó có hai cái lỗ tai đó, thấy không? Các bạn thấy không? Hai cái lỗ tai đó rất là quan trọng. Có nhiều khi cái regulator nó gãy rồi, cái người khách họ không biết, họ cứ bấm hoài đó là nó sẽ gãy hai cái lỗ tai đó, cái màu đỏ đỏ đó vô trong cái regulator đó. À, nó gãy hai cái đó rồi là xong rồi, không có làm gì được hết. Phải mua miếng kiến khác. Miếng kiến này mà mua ở dealer á có thể là 300 tới 400 đô. Nếu mà mình tìm được ở nghĩa địa thì khoảng 50 đô thôi. Nhưng mà xe này đời 98 rồi chắc khó lắm. Có thể là trên eBay có. Khó kiếm lắm. Trên eBay có nhưng mà mất hết 1 ngày 2 ngày. Mà ông chú ông nói cái nước vô nhưng mà trong này khô queo đâu có nước đâu. Ok. Video này cũng là một cái bằng chứng cho chú coi. Trong đó không có nước. Chú kêu khoan hai cái lỗ giùm ở dưới đó. Dưới cái thân cửa nè. Chú nói là nước vô ngập làm cái regulator hư. Lúc mà gắn vô đó các bạn, hai con ốc đó phải cho nó điều nhau, nếu mà dặn cứng quá hoặc là nó chèo hay là nó gì đó nó sẽ gãy cái lỗ tai xúc ra chỗ cái mối keo mà nó dán vô kiến đó. Nếu mà nó xúc cái đó thì tụi này có keo để dán vô lại. Mà nó gãy có nối được không anh? Không, gãy là xong rồi. Tại vì cái đó là cái lực để nó đẩy cửa miếng kiến cho nên mình dán không có dính đâu. Nó xúc ra nữa. Cái gì mà nằm yên chỗ á thì mình dán được. Để đó yên. Mở chìa khóa on nha. Nó lên đều hết rồi, bắt đầu anh Thương mới siết ốc lại cho nó line up, cho nó đều hai bên luôn. Cái này có cần program công tắc không anh? Có một cái này không cần. Có nhiều chiếc xe á các bạn, mình bấm nấc đầu tiên á thì nó xuống, rồi mình buông cái nó ngưng. Còn mình bấm xuống nấc thứ hai là nó xuống hết luôn, hoặc là lên hết luôn. Đó là những cái đó là mình phải program lại cho người ta. Thank you.
Rồi anh thường gắn cái miếng door panel vô. Gắn cái đó vô là thấy khỏe rồi. Anh Thương, anh làm xong rồi, chút anh ăn cơm trưa, ăn cái gì anh? Mày gói em ha. Nãy nói rồi mà, đứa ăn sáng mà. Nó trưa cũng vậy luôn. Ôi, sao 2-3 giờ mà sao cho anh ăn mì gói? Cuộc sống nó cứ bà này tưởng bà kia làm, bà kia tưởng bà này làm cho nên nó không cái nào ra cái nào ấy. Nó nói là ghen tuông đó. Bởi vì nhà rồi á, bởi vì người nào xấu trai người đó thấy vậy chứ good hơn, tốt hơn, đẹp trai quải lắm. Bây giờ anh làm xong chiếc xe này rồi anh ăn một bữa xe chú này gãy tùm lum anh cơm trưa ngon miệng. Thank you for watching my channel Life and Travel. Please give me a thumbs up. Please don't forget to leave any comments below. And don't forget to subscribe. Thank you. See you next video. And have a nice day. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ hỏi. Mình sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi của các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ cùng với gia đình và người thân. Hẹn gặp lại các bạn. Video kỳ tới. Bye.